nay Thảo đi dạo thấy cảnh mùa thu đẹp quá, Thảo quay cho mọi người xem cảnh mùa thu ở bên châu Âu, thành phố nước Đức. Đây là mỗi ngày Thảo đi chạy bộ, đi dạo luôn tiện Thảo sẽ quay cho mọi người cảnh mùa thu ở nơi đây. Nói chung là cả cảnh mùa thu ở đây nó rất là đẹp. Nói chung là ngắm ngẩn ngơ ngẩn thì Thảo rất là thích, nên Thảo quay lại cho các bạn xem những cái cây mùa thu ở nơi đây để mọi người cùng Thảo ngắm cảnh mùa thu. Mùa thu đẹp thật nhưng mà lúc mưa thì nó chèm bẹp và lá rồi dơ lắm. Mà ở nhà Thảo thì Thảo quét rất là cực. Ngày xưa thì Thảo chưa có vườn, chưa có. Về nơi đây thì ở thành phố lớn thì mình thấy mùa thu mình đi ngắm ké mình rất là đẹp và mình lại thích. Nhưng mà khi mình về nơi đây thì cây cối rất là nhiều nên hơi cực. Quét thì cũng có lúc chán mùa thu nhưng mà xong rồi đó, vậy mùa thu cũng làm cho mình thích lại tại vì cây lá vàng và đỏ đó, nên Thảo quay cho các bạn xem cùng Thảo. Đây thường không có xe thì cái cây lá mùa thu ở đây là vàng ươm hết, tại hôm nay là trời đẹp thì người ta về đây ngay vùng biển ta đậu xe rất là nhiều.
Thảo sẽ quay cảnh thu trên bờ đê của biển nha mọi người. Đây là thiên nhiên đã ưu ái cho tất cả chúng ta. Thì mình tội gì mình không đi thưởng thức. Nên Thảo sẽ quay cho mọi người thu trên bờ đê. Xe đạp, mọi người chạy xe đạp, mình cũng thường chạy xe đạp, nhưng hôm nay mình chạy bộ, mình không có chạy xe đạp. Thì sẵn mình quay thu trên bờ đê cho mọi người xem. Cỏ ở đây người ta chăm rất là xanh mượt. Thảo cứ nghĩ là tại sao mình phải cố gắng kiếm tiền, nhiều tiền để mình mua đất, mình để dành. Thì Thảo cứ nghĩ đây là đất của mình, bao la, có người chăm sóc, có người cắt cỏ, có người phân bón. Thì tội gì mình phải đi mua, đây là của mình mà. Thảo thường nghĩ như vậy. Biển, tàu đang chạy. Bên đó là biển đó mọi người. Tàu đang chạy và có những cái đám cua rất là đẹp. Đây là của mình. Đất đai là của mình. Biển là của mình. Nên không có cạnh tranh mua đất mua đai hàng chi. Ở đây là của mình hết. Tại sao mình không nghĩ vậy cho thoáng, để mình nhẹ nhàng trong cuộc sống. Nên tại sao mình phải tranh đi làm để mình mua đất để đó. Tại nè, đất của người ta quá trời nè. Thôi mình ra mình xí đi, cái nào của mình thì mình cứ xí. Có người chăm cỏ cho, có người phân bón cho. Tội gì đúng không mọi người? Đây là cái nhà đi vệ sinh. Ở trên bờ đê này có đi khoảng mấy cây là có nhà vệ sinh cho nam và nữ, rất là sạch sẽ. Có người lau dọn chùi rất là sạch nha mọi người, rất là văn minh khi mình đi trên bờ đê và bãi biển ở đây.
Hello. Hello. Mọi người, chiếc tàu đang đi tới, chạy ngang đó mọi người. Trên bên đó là biển. Hôm nay Thảo đi trên bờ đê để quay những cảnh mùa thu. Nhưng mà Thảo ra mấy hôm nay mưa quá, hôm nay được nắng thì lá nó cũng một cơn gió thoảng nào nó bay một cái là hết cả mùa thu. Nên thôi, còn chút gì thì Thảo quay cho mọi người xem mùa thu trên bờ đê của bãi biển. Nó cạnh bờ biển nên mình ở rất là phí, nên mình cho thuê được giá cao và mình lấy được nhiều tiền hơn khi mình ở rất là phí, trừ khi giàu nức nẻ thì không biết làm gì thôi mọi người. Cái khu cho chó chơi, làm gì cũng có một cái khu cho chó và mọi người ngồi trông chó. Thu hết biết rồi.
thu trên biển vắng. Cái biển này nó rất là thích hợp rất là nhiều thể loại, muốn lãng mạn cái bãi biển này cũng được, cô đơn thất tình đi tới đây cái bãi biển này cũng được, hai vợ chồng hạnh phúc cũng được, hai vợ chồng gây nhau cũng được. Nói chung cái bãi biển nó rất là thích hợp cho nhiều hoàn cảnh lắm nha mọi người, tùy theo cách mình nghĩ thôi, nó rất là đẹp. Những em nhỏ ra đây sẽ nhiều, tại vì hôm nay nữa và ngày mai là lễ Halloween nên mấy ngày nay vẫn có nhiều người. Cái video tại đây và chạy xe về nhà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.